Anh ơi, hôm nay em đưa bạn trai em về ra mắt à, em muốn cưới anh ấy ạ. Đi xe sang à? Nếu em không có 10 tỷ ấy, thì đừng nghĩ là em gái của tôi. Sao anh lại như vậy chứ? Em im đi. Nếu như anh không có lo cho em ăn học ấy, thì liệu em có được ngày hôm nay không? Anh có thể đòi ít lại được không? Tại vì em yêu anh ấy mà. Anh không quan tâm. Nếu em không có được 10 tỷ ấy, thì đừng hòng kết hôn. Thôi anh à, anh lấy tiền ra đi. Dù sao anh ấy cũng là anh trai của em mà. Ờ, đây là số tiền mà tụi em chuẩn bị cho đám cưới. Em đưa anh. Thế này còn được. Hai đứa bây giờ có thể đi được rồi đấy. Chị Quỳnh ơi, anh chị lại đến nữa rồi. Có chuyện gì thế? Anh nói đầu tháng chuyển tiền cho anh mà sao tháng nào cũng phải đợi anh đến đòi là sao? Đợt này doanh thu công ty của em bị giảm sút. Thế thì được chứ em đưa anh đâu. Trong thẻ này em còn 5 tỷ. Anh giữ chút giùm em. Đủ lông đủ cánh đấy ha. Bây giờ lại còn chất vấn anh nữa. Sao chị lại có một người anh như vậy chứ? Đừng có nói lên tin. Ảnh là anh của chị mà. Chị Quỳnh ơi, có chuyện lớn rồi. Giám đốc Trương và thư ký Cát đại sang cũng không được tên chị về bỏ trốn rồi. Cái gì? Ủa anh? Ngốc quá Quỳnh ơi. Anh đã nói với em rồi. Nhìn cái mặt thằng đó không có tin được đâu. Mà em lại không có nghe theo anh. Thôi anh đừng có nói nữa. Bây giờ nói cũng muộn rồi. Cho dù anh có nói gì á, thì em cũng chẳng bao giờ chịu nghe anh. Bây giờ em cũng không còn tiền nữa. Chắc là em không có tiền để đưa cho anh rồi. Em thật sự nghĩ là anh có thể lấy tiền của em à? Đây là hai cái thẻ mà số tiền mà trong mấy năm qua em đã đưa cho anh. Một đồng anh cũng chưa tiêu. Còn đây á, là trong này có 10 tỷ. Thì đây là cái quả cưới mà anh dành tặng cho em. Và bây giờ anh đưa cho em. Anh à. Thôi được rồi. Dù thế nào á, thì em cũng là em gái của anh thôi. Thằng đầu đỡ chính đi.